6MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, sáng nay em giới thiệu đến cả nhà mình con CD Pioneer ha. Super Audio CD Player, mã của nó là PD10. Con này là con SA CD em bác, đọc đĩa Super Audio CD, đọc đĩa CD không kén ha. Và cái thứ hai nữa là nó đọc được USB các bác. Dạ, đọc được USB. Con này không có chức năng giải mã nha. Các bác nào đang sở hữu một con N50A hoặc N70A hoặc là N50 ha, mà muốn ghép với bộ vàng của mình cho nó đẹp, đồng thời là tận dụng những cái đĩa CD để làm để đưa qua DAC ha, thì nên mua con Pioneer PD10 này về làm cơ ha, và để phát CD. Con này là đời mới nha, sản xuất tại Thái Lan nha bác. Và sản xuất tại Thái Lan, nó có cổng quang và cổng đồng trục ra, cổng analog vào. Và xin lỗi, cổng analog, cổng quang và cổng đồng trục ra các bác. Và SACD Pioneer mã là PD10, con này có giá là 4.200.000 nha các bác. Chiều ngang của nó là 43 ha, chiều cao là 12.8 và chiều sâu là 22 nha các bác. Dạ, chiều sâu là 22. Rồi em sẽ test chức năng thứ nhất, trước là đọc USB ha. Mình sẽ nghe đọc USB trước nè. Phần đọc USB ha. Rồi bây giờ em sẽ đọc đĩa ha. Đây là một cái đĩa chép nha các bác. Và đây là một cái đĩa chép ha, từ máy vi tính ha, đĩa chép bình thường. Giá của nó là 5.000 nha các bác. Và con này thì khi đọc thì nó đọc đĩa CD thì nó hơi lâu một chút xíu các bác. Và nó đọc hơi lâu, nhưng mà tức là theo em thì nó lâu hơn so với những cái con CD chuyên ha. Và bởi vì nó có thêm cái phần USB. Chiều hoan đường mòn quanh có
là phần đọc đĩa chép ha. Dạ, tức là con này không có kén đĩa nha bác. Dạ, không kén đĩa. Đặc biệt là đọc được SACD, tuy nhiên SACD thì em lại không có cái đĩa SACD nào để thử. Ha, dạ. Rồi, giá của nó là 4.200.000 ha. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở bên dưới giúp em nha. Em ship hàng toàn quốc cho các bác. Các bác chuyển khoản hết thì em bao ship ha, còn đặt cọc thì trả phí ship giúp em. CD Pioneer PD10 nha các bác. Dạ. PD10.